các bạn, một đêm duy nhất, một đêm duy nhất không có cái thứ hai. Và đây là siêu phẩm đang làm chương trình khuyến mãi cho quý vị các bạn, một mẫu lo 5 tấc. Nói chung nói không có cái thứ hai thôi, nhưng mà nó có khoảng 4-5 cái nữa. Một mẫu lo 5 tấc giá tầm khoảng 5.6 triệu, mọi người tin được không? Giá rất là rẻ. Đáng lẽ là bình thường là bên hãng là để giá tầm khoảng 7 triệu mọi người. Cái này là mình xin giá bên hãng là để cho mọi người 5.6 triệu. Mới với mong muốn là tri ân kênh đạt 60.000 subscribe. Rồi mọi người cùng hướng mắt vào màn hình. Đây là mẫu lo SB18. SB18 nha quý vị các bạn. Đó. Đây là 35,5 kg luôn thùng, và bỏ thùng ra chúng ta là 32,5 kg, và đây là 2000W, 20.000W BMBO. BMBO nha, mình không nói là watt của Việt Nam. Đây là made in Việt Nam, lắp ráp tại Việt Nam. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đập hộp. Mời mọi người cùng hướng mắt vào màn hình, không mất thời gian, không linh tinh linh thiên nữa. Rồi đây là bộ mic của chúng ta, hai cây micro. Một cái remote chia sẻ hình số 8, một cái bao mic. Đơn giản này nút nguồn. Rồi vâng vâng. Rồi mình bỏ pin vô mic luôn nha, để mình nói chuyện cho anh chị các bạn dễ nghe hơn. Để tránh mất thời gian mở đồ nhạc nè. Đây là thùng gỗ 5 tấc. Công tắc nguồn. Âm lượng sẽ để 50 nha. Bass chép sẽ để full. Full bass nhưng mà chép gần full. Để cho nghe nó không bị chối tai. Mo. Nó có chế độ radio luôn. Rồi chúng ta sẽ mở từ một đoạn nhạc trẻ cho mọi người nha, và sẽ đi vào phần review sau. Hơi thái remix. Và tiếp tiếp mình sẽ mở sang Bolero. Âm lượng đang 50. Đâu rồi nơi mình dù nhắng đi, sợ chia ly không ai đến thầm thì. Dựa vào lý trí, nào ngờ ngu si đánh mất tất cả vì em vội trao lòng mình cho ai, bản thân chắc nhìn lại bất chấp sai trái ấy. Ấy tăng lên nha, 70 nha mọi người. Em thật tăng quá nhiều mà anh đâu một lần hiểu, ngỡ sẽ được thương yêu sẽ chia những điều em còn thiếu. Đâu ai cần anh hứa một vài câu hứa không làm được, để lại mất ngàn vết xước đằng sau mọi chuyện ai lường trước. Hình như em yêu đuối cần một người, dang đôi tay nói cõi ngây rồi. Hình như em
em. Bass đánh rất là sâu nha mọi người, bass đánh cực kỳ sâu. Ở giá 5.6 triệu mà đánh vậy là quá ok, chúng ta không thể nào đòi hỏi được thêm nữa. Đấy, bass đánh rất sâu. Bass đánh tung tung luôn. Tiếng bass ta rất là mềm, một đoạn nhạc mạnh nha mọi người. Test thử bass. Ta sẽ tăng âm lượng dần dần lên. Đoạn bolero nha mọi người, và mình sẽ chuyển sang test mic luôn. Một đoạn bolero. Lý sầu bay ta. Test thử độ xa của mic cho mọi người nha. Lo này chỉ có 5.6, số lượng chỉ có tầm khoảng 3-4 con thôi mọi người, tranh thủ nha. 3-4 con thôi. Lý sầu bay ta. 6-7 15 bước chân của mình khá là xa. Đây, 30 bước chân nha mọi người, 35 bước chân, 30-35 gì đó. Lô, sầu, bầy, tàm, mít và bluetooth vẫn bắt rõ. Bây giờ mình sẽ quay lưng lại test. Có một cản là con người, là người mình này. Đó, ở cái khoảng cách này có một cản là sẽ dịch. Còn nếu mà không có một cản thì bluetooth vẫn còn. Lý, sầu, bầy, tàm. Nói chung là quá xa mọi người. Một trong những con lo năm tấc bluetooth xa nhất. Chắc chắn là vậy rồi. Tôi quên biết anh giữa một đêm thật tình cờ. Sân kia vẫn thương người và ngoài kia vẫn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp cận cảnh con này nha. Có model là HD108 thương hiệu Tissot. Giá khuyến mãi cho mọi người. Rồi, và bây giờ đây, chúng ta gồm volume nè, shape bass của nhạc, và kế tiếp là guitar von, von mic, mic shape, mic bass, echo. Đặc biệt ở loa này có chức năng repeat hỗ trợ cho cái giọng, hỗ trợ cho cái micro chúng ta ca hay hơn. Đây là nút mo. Đặc biệt cái nút mo này mình có thể nhấn giữ, nó sẽ ngắt lời ca sĩ. Có chức năng ngắt lời ca sĩ, đây là chức năng đặc biệt của loa nha mọi người. Hai chức năng đặc biệt là repeat này với lại nút mo này. Chúng ta bấm giữ nó sẽ ngắt lời ca sĩ đi. Màn hình hiển thị. À, chỗ này là USB, hãy nhớ, và chỗ đấu bình 12V. Hai ngõ guitar và hai ngõ micro có dây. À, ngõ out chúng ta có thể kết nối với ra lo kéo khác, và ngõ in chúng ta kết nối với TV máy tính laptop nha mọi người. Công tắc nguồn, nó có relay tự động ngắt, không có công tắc 3 chiều như bình thường, thì mọi người cứ cắm điện trực tiếp cũng được. Nó sẽ có relay tự động ngắt nha mọi người. Chuyển bluetooth chỗ này. Đây là chức năng hội nghị nè, mọi người để ra ngoài mọi người hát nó không bị ngưng tiếng nhạc. Thì nó đơn giản như vậy. Bình này là bình 20A nha mọi người. Và đây là 2 micro. Chúng ta có lớn nhỏ trên micro luôn. Và set tần số bằng cái nút trên đây. Hai nút này là vừa lớn nhỏ âm lượng trên micro được luôn nha mọi người, vừa chỉnh trên lo, vừa chỉnh trên đây được luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nhờ một bạn hát thử một đoạn karaoke, test thử con lo này. 3, 4 lâu. Ngước nhìn về bên ấy, cớ sao lại nhìn
về bên đây. Có chăng trừ tự do em nói với anh không như ý. Em xem anh là nơi em thích thì đến cũng thì đi. Em có bao giờ nghĩ rằng anh đớn đau bao năm tháng. Anh không hề than trách hay níu kéo em dù nửa lời. Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi nắp dao những mong muốn nhất thời của em. Vậy thôi. Chị các bạn đã xem video đến đây, mọi người nhanh tay lại chân nha. Số lượng thì nó chỉ có hạn là tầm khoảng 3 con 4 con gì đó thôi. Model là SB18. Mọi người có thể gọi trực tiếp vào hai số hotline tư vấn miễn phí 0915 486 462 hoặc là 0962 809 867. Thì hiện tại là 4 cái địa chỉ mà mọi người cứ bấm phần mô tả bên dưới nha mọi người. Đây mẫu lo này 5 tấc giá rẻ nhất Việt Nam, xin nhắc lại là nhấn mạnh là giá 5 tấc giá rẻ nhất Việt Nam 5.600.000 thôi. Là để giá này là tri ân cho quý anh chị các bạn. Xin ân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.